Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tin học thật là đơn giản. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài vô cùng là quan trọng trong cái chuỗi dạy AWS Cloud tiếng Việt. Thì đối với các bạn mà muốn lập trình trên môi trường Cloud thì các bạn không thể bỏ qua được cái kiến thức về API Gateway. Ok, ví dụ hôm trước mình đã dạy các bạn về lập trình Lambda đúng không? Thì hôm trước thì các bạn chỉ biết được là đấy, nó trả về các cái kết quả. Và các kết quả đấy thì các bạn chỉ nhìn được ở trên cái console của Lambda thôi đúng không? Đấy, thì nếu mà các bạn muốn các cái kết quả đấy mà nó tương tác được với người dùng ở bên ngoài thì các bạn phải thông qua một cái service nữa, đó là API Gateway. Đấy, ví dụ các bạn mà làm các lập trình ứng dụng ví dụ là game hoặc mobile chẳng hạn đúng không? Thì các bạn phải có các cái API kết nối với các cái API để tương tác dữ liệu với DB và trả dữ liệu về cho người dùng. Thì cái API Gateway này nó sinh ra để làm cái việc đấy cho các bạn. Bình thường ấy thì các bạn ví dụ như là các bạn làm lập trình API, ví dụ các bạn sẽ làm ở trên PHP hoặc Python và deploy lên một cái con server thông thường đúng không? Và các bạn lấy các cái API đấy và các bạn đưa cho các bạn bên lập trình app để các bạn tương tác với database đúng không? Nhưng mà ấy, thằng API thằng AWS Cloud ấy, nó sinh ra cho các bạn một service rất là hay. Đó là API Gateway, thì cái này nó chạy là rất là ổn định vì nó trên môi trường cloud. Và các bạn không phải maintain gì hết. Nó cứ vậy nó chạy cho các bạn thôi. Ok, nói như vậy thì các bạn cũng đã hiểu và tầm quan trọng của API Gateway rồi đúng không? Thì đối với các bạn mà muốn lập trình trên môi trường cloud thì các bạn không thể bỏ qua cái kiến thức này. Ok, mình sẽ bắt đầu vào bài luôn nhé. Thì để tạo một cái API Gateway thì các bạn ở đây các bạn gõ là API Gateway này. Đấy, các bạn chọn này. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo một cái API theo hai cái phương thức là POST và GET. Đấy thì và nó sẽ tương tác với database là DynamoDB để lấy về dữ liệu. Ok, vào màn hình này rồi thì nó có mấy cái loại API như này. Thường thì để làm API cho các cái ứng dụng thì mình hay dùng REST API này. Ok, mấy cái này thì nó cũng không khác nhau gì lắm. Đấy, ok, thì các bạn nào đã từng làm REST full thì các bạn biết được là nó sẽ trả về các cái format về API về dạng JSON, để mình sẽ chọn cái dạng này. Để build một cái API thì các bạn chọn build này. Ok, mình bấm OK thôi. Đấy thì ở trong đây nó sẽ có các cái mặc định cho mình ý, là một cái template về API và là Swagger. Đấy thì trong đây nó sẽ thiết lập lập cho các bạn các cái parameter để trong API mình nó sẽ trả về các cái kết quả ví dụ get hoặc post gì đấy, các cái header gì đấy thì nó sẽ thiết lập ở cái Swagger này. Thì nếu các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu về API hơn thì các bạn tìm hiểu đọc cái ngôn ngữ Swagger này, này. Các bạn search này. Đấy, Swagger là đấy thì nó sẽ ra cái Swagger này, các bạn vào đây các bạn tìm hiểu thêm để các bạn có thể customize theo ý của mình. Hôm nay thì mình sẽ chọn là new API, mình sẽ chọn new và mình sẽ tự tạo để cho các bạn dễ hình dung hơn. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt tên API là học sinh chẳng hạn. Học sinh đúng không? Ok. Envoy này, description thì các bạn nhập gì cũng được. Envoy toy thì mình để là regional. Regional thì có nghĩa là các bạn sẽ tạo cái API này ngay trên cái Dragon London này luôn. Ok, mình sẽ bấm vào Create API này. Ok, các bạn đã vào cái màn hình Create API rồi. Thì ở chỗ này các bạn sẽ chọn cho mình ví dụ như là các bạn muốn tạo các cái đường dẫn cho API nó theo format của mình thì các bạn ví dụ các bạn sẽ chọn là Create Resource này. Đấy, ví dụ mình sẽ tạo API là học sinh chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ đặt tên là API. Đấy, Create này.
Ví dụ trong API thì mình đặt ra version của nó, ví dụ như là API version 1 chẳng hạn thì mình đặt tới version 1 chẳng hạn. Đấy, trong version 1 thì ví dụ mình sẽ tạo một cái API là get học sinh chẳng hạn. Đấy, mình bấm một create này. Đấy, ok. Thì cái về sau này cái đường dẫn API nó sẽ là API này, version 1 là get học sinh. Ok, sau đó mình sẽ tạo action cho nó. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái API theo cái phương thức là get nhé. Thì các bạn chọn create method này. Đấy, ví dụ ở đây mình sẽ chọn, nó có rất là nhiều các cái method. Đấy, thì nó cũng giống nhau, gần giống nhau cả thôi. Đấy, ví dụ ở đây mình sẽ chọn là get này. À, với các bạn lập trình thì phương thức get và post thì các bạn cũng biết là thế nào là get là thế nào là post rồi đúng không? Đấy thì get thì các cái trên cái đường dẫn nó sẽ phải có các cái parameter. Thì nó sẽ user họ sẽ nhìn thấy các cái parameter ở trên cái browser của mình. Còn post thì nó sẽ bảo mật hơn vì các cái parameter đấy nó sẽ được giấu ở trong form. Đấy, ví dụ như là mình dân trí như kiểu này. Đấy, ví dụ như là bot ấy, ví dụ như phương thức bot thì nó sẽ truyền như này, ví dụ như ARTIC ID ví dụ bằng 1. Đấy thì rõ ràng là với phương thức get đây đúng không? Đây phương thức get thì bạn phải nhìn thấy cái này đúng không? Nhưng mà phương thức bot ấy thì nó sẽ giấu cho các bạn cái biến này ở dưới form luôn. Đấy thì trên URL các bạn không nhìn thấy gì hết. Ok, bạn nào chưa hiểu bot và get thì các bạn có thể để comment ở dưới thì mình sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn. Ok, sau đó các bạn bấm vào dấu tích này. Đấy, thì nó đã tạo cho các bạn rồi đúng không? Đấy thì ở đây thì mình nó sẽ cho các bạn kết nối với nhiều các loại service. Thì mình sẽ dùng Lambda function đúng không? Thì hôm trước trong cái buổi dạy về Lambda mình đã viết một cái hàm là get học sinh rồi. Đây các bạn quay lại cái Lambda này nhé. Đây ở trong đây mình có một cái là hàm get item này đúng không? Ok thì nếu đây nó sẽ ra một cái màn hình code như này. Đấy, ví dụ như bây giờ mình chạy thì nó sẽ lấy ra được này. Đấy, nó sẽ lấy ra được đây đúng không? Nguyễn Quốc Anh này, mã học sinh 003. Đấy, thì buổi hôm trước mình đã dạy cho các bạn rất là kỹ về cái cách chạy của một cái function lambda rồi. Thì bạn nào chưa nắm được thì các bạn quay lại các bài trước để học nhé. Ok, thì mình sẽ quay lại cái API Gateway. Thì ở đây mình sẽ gọi là lambda này. Đấy, thì lambda function. Thì ở đây mình sẽ đánh vào là get này. Đấy, get item thì nó hiện ra thì các bạn chọn thôi. Ok, sau khi chọn rồi thì các bạn bấm save cho mình. Bấm ok. Đấy thì đối với phương thức get đúng không? Phương thức get rồi. Thì bước tiếp theo là các bạn phải setting cái integration request cho nó. Đấy, thì phải có cái phương thức này thì nó mới get được các cái parameter ở trong cái source code của mình. Đây, các bạn bấm vào đây các bạn chọn này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ không chọn theo các cái này của nó nhé, mình sẽ customize theo một cái template này. Đấy, thì ví dụ mình sẽ tự đi no template define thì ở cái chỗ này mình sẽ theo format là gì Sơn application trên JSON. Rồi bấm tích này. Đấy sau đó mình sẽ chọn cái method request pass through. Đấy thì ở trong code mình nó sẽ ghép các cái parameter theo cái parameter này. Ok, mình bấm save lại. Ok, sau khi bấm save rồi thì mình lại quay lại đây. Thì đến đây là cái bước tạo cái phương thức get này đã hoàn thành rồi. Nhưng mà đến đây mình phải public nó ra bên ngoài để cho
Ví dụ như là bên các ứng dụng app hoặc là web hoặc là game gì đấy, người ta sử dụng cái API này thì các bạn phải bấm chọn get này, hoặc là các bạn chọn action này, các bạn chọn deploy API này. Đấy, ví dụ ở đây mình sẽ tạo mới một cái API, là mình đặt state là ví dụ như là get học sinh chẳng hạn. Đấy, mình sẽ bấm deploy này. Cái này description thôi, các bạn nhập gì cũng được nhé. Bấm deploy. Đấy thì nó sẽ ra một cái state là get học sinh này. Thì từ cái state này mình sẽ lấy được cái URL của API này đúng không? Đấy thì mình sẽ lấy cái URL API này. Thì để bây giờ mà test được cái API này thì mình sẽ cài một cái mình sẽ cài một cái ứng dụng là Botman đi. Thì với các bạn là mà làm lập trình thì chắc các bạn không lạ gì cái Botman này đúng không? Mình xem máy của mình đã cài Botman chưa? Chưa có Botman đúng không? Thì mình lên mạng mình download thôi. Đây, Botman app này. Ok, mình đợi một xíu nó download về máy, sau đó mình cài lên thì mình sẽ chạy test cho các bạn. Đối với các bạn nào muốn học sâu về Botman ấy, thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, thì mình sẽ dạy một cái chương trình cho các bạn tester. Thì mình sẽ có một cái bài dạy rất là kỹ về Botman. Thì nếu các bạn follow kênh của mình thì các bạn sẽ được học các kiến thức đó sâu hơn. Ok, mình bấm cài thôi. Những cái này thì thực ra là mình có thể chuẩn bị trước để đỡ mất thời gian cho các bạn xem, nhưng mà thực ra thì có nhiều bạn các bạn cũng chưa biết cách chạy API và test API. Thành ra là mình muốn làm từng bước để cho các bạn nắm được kiến thức sâu hơn. Và nếu như các bạn nào mà nắm được rồi thì các bạn sẽ có thể tua qua cái đoạn là cài đặt này, và các bạn sẽ đến cái đoạn tiếp theo để các bạn theo dõi. Bạn nào chưa nắm được thì các bạn xem để biết thế nào để chạy một cái API. Ok, nó bắt mình đăng nhập. Mình sẽ chọn tài khoản có sẵn đi. Bấm vào không có phản ứng gì vậy. Thế nhưng mình có tài khoản rồi. Sign in đi. Ở đây nhé. Sign up là tạo. À, sign in mới là đăng nhập. Đây, mình bấm vào sign in này. Continue sign in này. Thường bây giờ nó tích hợp sẵn các cái login vào mạng xã hội rồi nên là mình cứ chọn sẵn rồi đúng không? Đấy. Ok, bây giờ mình đã đăng nhập vào rồi. Bây giờ mình sẽ tạo new một cái này, mình sẽ tạo một cái request này. Ví dụ mình đặt tên cho nó là API học sinh chẳng hạn đúng không? Rồi. Rồi mình muốn lưu nó vào đâu thì mình sẽ chọn là search folder. Đây. Đây ví dụ mình sẽ tạo một cái folder mới là học sinh chẳng hạn. Rồi. Đây nó đã ra một cái đường dẫn này đúng không? Thì mình sẽ quay lại cái post đường dẫn này, mình copy cái đường dẫn API này nhá. Copy này, mình sẽ copy và mình bột đây, tại vì mình đang dùng phương thức get nên đây là get đúng không? Parameter này mình sẽ chuyển vào một cái là mã học sinh, ví dụ là bằng 0001 đấy.
Khi chạy API này, nếu mà không có lỗi gì thì nó sẽ get ra được cái học sinh 001. Mình chạy thử xem nhé. Nó báo lỗi đúng không? Tại vì mình phải sửa cái phương thức get ở trong cái function lambda của mình nhé. Ok, mình sẽ quay lại cái function lambda chỗ event này, mình sẽ sửa một xíu. Thì ví dụ như các bạn mà không muốn biết event nó trả gì về chỗ này thì các bạn có thể return một cái là, ví dụ chỗ này tạm thời mình comment code lại chẳng hạn. Đấy, ví dụ mình return về một cái function như nào nhỉ? Mình sẽ return dump này. Chấm dump PS. Đấy, JSON chấm đăm nhé. Và ở trong đây thì mình sẽ get về cái event. Đấy, mình chạy cái này để mình xem là cái parameter của mình nó trả về cái gì nhé. Save lại. Đây, nó trả về cái cho mình cái mớ này. Đấy thì để mà get được cái mã học sinh này đúng không? Thì mình sẽ phải đi từ para này, query này và mã học sinh đúng không? Đấy. Đấy, mình không muốn viết luôn tại vì mình muốn đăm cái này ra để cho các bạn biết là để mình sẽ lấy cái giá trị này như thế nào đúng không? Đấy, ok, mình quay lại cái này. Đấy thì undo lại. Undo lại đỡ mất công phải viết đúng không? Đấy thì ở chỗ event này nó sẽ đi từ cái gì nhỉ? Hôm nay mình đã xem đây chưa? Nó sẽ đi từ para này đúng không? Đấy thì các bạn sẽ phải chọn là para này. Đấy, sau para thì đến cái gì? Ở đây. Đến level 2 của nó là query string đúng không? Đấy thì các bạn chọn query string. Query string. Query string thì đến mã học sinh, mã sinh đây có rồi, xếp lại thôi đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ chạy xem kết quả của mình như nào nha. Đấy, nó lấy về được Nguyễn Bảo Hân chưa, 001 đúng không? Đấy, ví dụ như là ở cái đây mình truyền vào là 03 đi. Đấy, Nguyễn Quốc Anh. Đấy thì cái API về get là thành công rồi đấy, thì các bạn chỉ cần đưa cái API này cho các ông bên lập trình app, ví dụ như là tạo một cái ứng dụng về học sinh lấy ra thông tin học sinh chẳng hạn đúng không? Đấy thì các bạn chỉ cần đưa cái API này cho họ là cái app mà trên ứng dụng mà họ đã có thể hoạt động được rồi. Ok, thì đây là phương thức get nhé. Bây giờ mình sẽ viết một cái là phương thức post. Đấy thì để làm phương thức post thì các bạn cũng quay lại API cho mình. Đây, ở trong học sinh này đúng không? Mình sẽ tạo thêm một cái phương thức là post action create method này. Mình sẽ chọn là post này. Ok, nó sẽ tạo cho mình phương thức post và mình cũng gọi lambda function là get. Thì post và get thì phương thức nó khác nhau ở chỗ parameter, thành ra khi các bạn viết code thì các bạn phải viết một cái hàm mới nha cho nó nhé. Nhưng mình dùng chung luôn để vì cho các bạn đỡ mất cái thời gian mà theo dõi, thì mình sẽ dùng chung luôn. Đây, mình sẽ bấm chọn get item và mình bấm save lại. Ok thôi. Thì cũng giống lúc nãy thôi. Để mà trong cái body của nó hiện ra các cái mình có thể get được các param trong code thì mình đều phải tạo integration request cho nó. Đấy, thì ở bước này các bạn sẽ chọn map bình template. Đây,
chọn cái này. Ở đây các bạn cũng chọn nhập cho mình là application, application gì sơn. Đối với môi trường lập trình ở trên cloud thì thường là nó sẽ dùng format JSON hết. Đấy, mình chọn template method request path through. Đây, nó có mặc định cho mình hết rồi. Đấy, đúng không? Save vào nha. Ok, save rồi thì mình back lại đây thôi. Mình back lại và mình cũng phải public cái bot này để ra bên ngoài. Đúng không? Nếu mình không public thì người ta sẽ không có cái đường dẫn API này để người ta chạy, đúng không? Đây, bây giờ mình sẽ public ra thôi. Bot mình sẽ chọn action deploy API để public ra bên ngoài. Ở đây mình sẽ chọn new state là bot toxic. Vậy là bot get đúng không? Là bot toxic. State description các bạn chọn gì tùy nhé. Deploy description cái này thì các bạn nhập cái gì tùy các bạn thôi. Rồi sau đó các bạn bấm vào nút deploy. Deploy rồi đây có một cái state mới này. Đây, từ cái menu này các bạn có thể vào chọn state này nhé. Ở đây thì các bạn chọn bot toxic này. Các bạn bấm chọn bot toxic. Ở đây nó hiện cả get luôn này. Đây, mình chọn bot thôi nha. Đây các bạn chọn bot thì các bạn copy cái đường dẫn này, copy. Rồi các bạn quay trở lại bot main để mình chạy này. Bot main. Quay trở lại bot main thì các bạn tạo mới cho mình một cái URL đi. Từ đây các bạn chọn duplicate cái này thì mình sửa. Hoặc các bạn chọn new cho mình một cái request này. Request. Đây, mình sẽ lưu luôn ở trong học sinh này. Mình lưu luôn ở trong học sinh này. Đây, mình đặt tên cho nó là bot học sinh. Save to học sinh. Đây thì mình sẽ ở đây mình sẽ chọn là bot đúng không? Và URL ở đây mình sẽ paste vào đây thôi. Paste vào đây rồi, ví dụ mình sẽ bot một cái parameter lên là ví dụ như là mã học sinh 001. Xem lại. Rồi, chạy thử xong nha. Đấy thì rõ ràng là mình dùng phương thức bot đúng không? Thì cái chỗ này nó sẽ phải là khác này. Đấy, bot thì bây giờ nó cũng sẽ là get ở header. Chỗ này nó khác. Bây giờ mình sẽ quay lại cái daemon đi cái function lambda để mình sửa code nhá. Đấy, thì quay lại function này. Thì đầu tiên mình sẽ return ra một cái là giống như lúc nãy đúng không? Mình muốn biết là nó về cái quái quỷ gì thì mình sẽ phải và đâm ra đúng không? Gì sơn đâm đấy gì sơn đâm một cái ra đúng không? Gì sơn đâm rồi. Gì sơn đâm thì mình sẽ đâm ra cái event xem là nó trả về cái gì nhá. Ok, mình bấm save lại này. Rồi, bắt đầu mình chạy nha. Đây, nó sẽ trả về cái mớ này. Mình copy ra đây để mình phân tích cho các bạn, để các bạn dễ nhìn nha. Đây, thì mình xem cái mã học sinh nó nằm chỗ nào. Mã học sinh. Mã học sinh, đây, mã học sinh rõ ràng là nó nằm theo cái đường dẫn này. Cũng para này, para đúng không? Sau đó đến para này, sau đó đến trong đây có para này không phải header sinh. Ok, như vậy là nó đã nằm trong para này. Và header này, đấy đúng không? Header sau đó mới đến mã học sinh. Ok, bây giờ mình sửa lại cái function thôi. Undo lại. Đỡ mất công phải gõ đúng không? Para này. Đấy thì đầu tiên thì nó cũng nằm trong là
para, thì các bạn copy para này. Đấy. Tiếp theo là nó sẽ nằm ở trong cái gì? Lúc nãy mình xem là cái gì nhỉ? Quay lại. Mà oxy. Tăng 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 quay lại xem nó là cái gì. Header đúng không? Ok, header. Ok, xem lại. Ok, bây giờ mình chạy nha. Đấy, thành công rồi đúng không? Giờ mình bốt thử một cái là hai đi chẳng hạn. Hai hình như là không có. Ba đi. Đấy, ok. Ok, như vậy là trên đây là toàn bộ cái bài về API Gateway. Các bạn có thấy hay không? Đấy, thì với các bạn mà học Cloud thì các bạn học thêm tí về Lambda và API Gateway này. Đấy thì nó đã rất là đau to búa lớn rồi. Khi đi xin việc và phỏng vấn, ví dụ như mình làm tuyển dụng nhiều năm rồi. Các bạn nào mà biết lập trình Lambda là mình sẽ đánh giá rất là cao. Ok, các bạn thấy hay thì like và chia sẻ cái kênh của mình cho nhiều người biết để các bạn cùng học miễn phí để chia sẻ cho cộng đồng Việt Nam mình nhé. Tại vì mình cũng biết là có nhiều bạn thì không biết cái kiến thức về API Gateway này đâu, nên mình đã tạo cái video này để hướng dẫn cho các bạn, để các bạn có thể nắm được các cái kiến thức này, và khi đi phỏng vấn tuyển dụng thì các bạn cũng chia sẻ thêm là mình biết được những cái này cái nọ, thì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá bạn rất là cao, tại vì mình đã làm tuyển dụng rất là nhiều năm rồi, nên mình biết được cái điều này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh cho mình, để mình lấy động lực để tạo các cái video tiếp theo để chia sẻ cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn và hẹn các bạn trong các cái video tiếp theo.